bạn làm người yêu mình nha. Đó, nói vô trung tâm luôn coi bạn này trả lời làm sao. Hello mọi người nha, xin chào mừng mọi người đã đến với kênh Gà Nguyễn Gà Minh của mình nha. Đầu tiên thì xin chúc mọi người có một ngày học tập cũng như là làm việc thật là vui vẻ luôn nha. Và thời gian gần đây các bạn thì có khá là nhiều bạn yêu cầu mình làm clip về cua gái trong game Free Fire á, cua gái trong huấn luyện nha các bạn. Thì ok, thì hôm nay mình sẽ cua gái cho các bạn xem nha, sẵn mình hướng dẫn các bạn cua gái luôn. Bước đầu tiên khi mà các bạn muốn cua gái trong game thì các bạn phải ăn mặc cho nó thật là bảnh bao trước đi nha. Bạn nào có skin súng AK gồng xanh gì xinh xịn đó, các bạn cầm vô đó, chỉ cần vẻ bề ngoài xịn sò thôi, các bạn vô huấn luyện nè đó, thì bắt đầu mình sẽ tìm trận nha. Vẻ bề ngoài mình xịn sò vô đó thì gái nó phải lắm. Vẻ bề ngoài quan trọng tới thế sao, vẻ bề ngoài quan trọng tới thế sao, rất là quan trọng anh em ơi. Đó, vô đây, vô chỗ tin nhắn này nha, vô chỗ này để mà mấy người chat chít được với nhau á anh em. Đó, vô đây sao có mình anh tôi vậy ta. À, mấy bạn nữ, mấy bạn nó còn đánh phấn thao son một các kiểu, cho nên là mấy bạn nó vô sao xíu nha anh em, mấy bạn nó còn sức kem rồi nữa, cho nên là nó vô trễ xíu, anh em đứng đợi xíu nha. Ở đó bắt đầu mấy bạn vô tới rồi. Đây, một em gái khá là xinh xò, mình đã thấy một em gái rất là dễ thương rồi anh em à. Bước đầu tiên thì mình đã xác định được một bạn rất là dễ thương rồi, bây giờ mình sẽ chào bạn này thử nha. Hi, xem bạn này có phản hồi gì không nha. Và hôm nay mình quay trong cái phòng nó cũng hơi kín, cho nên là có lẽ là tiếng nó sẽ hơi khó nghe tí xíu, có gì anh em thông cảm bỏ qua cho mình nhé. Ê, bạn ấy trả lời là hai rồi, bạn ấy chào mình lại rồi, có nghĩa là cá cũng đã cắn câu rồi đó anh em ơi, chịu trả lời là ok rồi. Nhưng mà mình phải hỏi xem là bạn này là con trai hay là con gái cái đã nha. Nhiều khi là mấy thanh niên vô đây giả bộ giả gái rồi bắt đầu đi dịu trai cái chết luôn á, hỏi là bạn là trai hay gái cái đã. À, nhưng mà tự nhiên mình nhắn xong cái mình phát hiện mình thông minh ra tí ta. Nếu như người ta giả gái, người ta nói người ta con gái thì sao, đúng không? Đúng rồi. Thì thôi, mình từ từ, có Facebook là biết trai hay gái liền. Bây giờ mình sẽ hỏi là sinh năm bao nhiêu, coi là có bằng tuổi mình không nha các bạn. Mấy bạn này chắc cũng nhỏ tuổi không à, tuổi của mình bây giờ là lớn rồi. Xem coi sinh năm bao nhiêu mà để mình chọc bạn này nha các bạn ơi. Cái thằng nhóc này nó cứ đứng ở đây nó phá không mà, mình sẽ kêu nó đi chỗ khác nha. Đi chỗ khác, đọc xanh tin nhắn kỳ quá, đi chỗ khác chơi nhóc. Cái tin nhắn ở trong cái chỗ game này nó nhỏ xíu rồi, khó nhắn ghê luôn, các bạn thông cảm bỏ qua cho mình nha. Mình viết nó ra chữ gì luôn rồi kìa, kỳ quá. Ok, đi không có ấy nữa đâu, mình sẽ đi ra ngoài đây coi rủ bạn này đi theo thử các bạn này có đi hay không nha. Kìa, nó lấy búa nó đập ra, nó phá người ta kìa. Các bạn chắc cũng biết cái búa đó rồi, nhưng mà chắc mình định làm clip chỉ các bạn lấy cái búa đập đầu cho nó to, mà thôi chắc mình không ấy đâu. Mình sẽ chat với bạn kia tiếp, mình sẽ nói mình 2K6 nha. Thực sự mình tới 1997 lần anh em ơi, nhưng mà mình sẽ nói là 2K6. Mình đang đóng vai một thanh niên đi cô gái mà. Thì sau một hồi dụ dỗ gạ kèo thì bạn này đã đi theo mình ra mà chỗ chống chạy để mà nhắn tin chat chít rồi anh em ơi. Bây giờ mình sẽ hỏi bạn này là quê bạn này ở đâu nha. Bạn ở đâu? Nó quê lưu lưu lưu. Bạn ở đâu thì để coi xem bạn này ở đâu nha. Mấy bạn mà 2K mấy thì vô đây tìm bộ là ok luôn, toàn là dân 2K mấy không mà các bạn. Dân 10 mấy tuổi là chơi game Free Fire mình khá là nhiều luôn. Đây, mình xem coi bạn này quê ở đâu cái đã rồi mình tính tiếp nha. Ở Thái Nguyên hả? Thái Nguyên thì mình sẽ chọc bạn này chơi nha các bạn. Mình sẽ nhắn kiểu là gì giờ ta, mình sẽ nói gì giờ ta, khen bạn này đi ha, sẽ khen rồi sẽ chơi rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ khen là gái Thái Nguyên dễ thương ghê ha, ok không? Mặc dù là mình không biết gái Thái Nguyên như thế nào, nhưng mình sẽ nói đại là gái Thái Nguyên dễ thương quá đâu các kiểu đi, kiểu mình chưa thấy mặt luôn á. Đâu xạo xạo chơi rồi chứ, muốn cô gái là phải xạo xạo chứ, đúng không anh em? Đây, gái Thái Nguyên dễ thương quá. Đó, thử xem bạn này có cười hay là có như thế nào không nha các bạn. Đây, hi hi đâu, ý đủ. Sao nó không ra gì chứ nghĩ. Tin nhắn trong đây thực sự là rất là bực bội luôn anh em, nhắn nó không có lên gì hết trơn. Mình nghĩ là mấy bạn gái vô đây chắc cũng chủ yếu là kiếm người yêu thôi. Bây giờ mình sẽ chơi lớn luôn nha anh em. Mình sẽ hỏi thẳng, hỏi trực tiếp luôn. Bây giờ là bạn là mình người yêu mình nha luôn. Ok luôn, nói thẳng vào vấn đề luôn chứ nói vòng vo làm chi nữa. Mấy chị vô đây là mấy chị cũng kiếm người yêu chứ gì, đúng không? Đậu xanh. Nó bạn làm
bạn làm người yêu mình đậu xanh cái tính bực bội thật sự luôn, đập điện thoại bỏ luôn bây giờ đó. Này bạn làm người yêu mình nha, đó nói vô trung tâm luôn coi bạn này trả lời làm sao. Ê, sao lộ lắc quá vậy, tin nhắn này sao thật sự là mình rất là hồi hộp luôn. Đấy cũng được, trời ơi đậu xanh dính rồi anh em ơi, thế là có bò ngay đơn giản chưa. Rồi giờ cua dính rồi sao giờ, muốn phải xem coi bạn này là con trai hay là con gái thì cái đã, mình sẽ xin Facebook của bạn này nha, xin Facebook của bạn này đi coi biết coi con trai hay con gái rồi. Ok bây giờ sẽ nhắn tin xin Facebook nha, mình sẽ đổi cách xưng hô tí xíu đi chứ bây giờ mình đã là người yêu rồi đúng không anh em, người yêu là mình phải xưng anh. Mình sẽ nhắn gì giờ ta, mình nói là cho anh xin Facebook em đi nha. Ok nói ngắn gọn vậy là hiểu rồi, cho anh xin Facebook em đi đó, chưa đi được mục tiêu rồi đây. Ok anh xin Facebook em đi đó, rồi chút đưa bạn này đưa Facebook cho mình, mình ra mình coi cái bạn này đẹp hay xấu hay súng găng hay là bị mốt gì không cái đã, mình quen tiếp đúng không anh em, quá là đơn giản. Ok nhưng mình sẽ đợi nha, đợi thằng ngoại trưởng nói lại đi nữa chứ, bây giờ lo ngắm trai hay gì á, tụi mình hay là không hiểu cái từ FB ra để không hiểu ta, thôi mình viết Facebook luôn cho nó cho bạn này dễ hiểu một xíu nha. Đấy Facebook đây, ok anh xin Facebook, xong rồi bạn này nói cái nick Facebook mình sẽ vô mình kết bạn và mình coi coi đẹp xấu móm méo gì không nha anh em, sao mà lâu dữ thần ôm vậy nè các bạn, hậu xanh đang, nhưng mà mình nghĩ là quen vậy là ok rồi đó anh em, thế nào thì bạn này cũng sẽ cho mình Facebook thôi, bởi vì đã đồng ý làm người yêu của mình rồi mà. Phương bầu trời đù, cái Facebook cũng khá là xịn sò đó nha, bạn nào mà tuổi 15-16 tuổi gì mà muốn ở Thái Nguyên mà thích bạn này thì ok nhắn tin tìm Facebook Phương bầu trời cho mình, rồi mình kết bạn với bạn này luôn. Giờ mình sẽ rủ bạn này ra chơi một trận tỷ chiến nào các kiểu thì là tình yêu nó bền lâu liền, ra quốc một trận tỷ chiến không chơi liền đó thì ok, thì nói chung là như vậy là cũng đã có được người yêu rồi đấy các bạn, cũng rất là đơn giản đúng không, ra bản tỷ chiến không em rồi các kiểu thì tí xíu nữa mà mình sẽ ra mình nói gõ cho bạn này biết là mình chỉ đùa với bạn này thôi nha, mình chỉ làm clip thôi nha các bạn chứ mình không có lừa thật đâu. Đấy, để làm người ta chờ mong cái chết luôn á. Ok ok mình sẽ ra trận tử chiến rồi mình sẽ nhắn tin mình nói với bạn này nha các bạn. Ok bây giờ ra tử chiến rồi mình sẽ chat với bạn này, mình sẽ nói thật về cái vấn đề lúc nãy mà mình chỉ gọi là trêu rồi gọi là chọc bạn này thôi á các bạn ơi, chứ mình không có lừa thật đâu, mình chỉ nói là để mình quay clip thôi á. Đây em ơi, này em gì ơi, em gì ơi, em gì ơi, anh nói nghe này, mình sẽ nói thật cho bạn này biết là nãy giờ mình quay chỉ là quay clip thôi chứ mình không có gọi là yêu thương gì thật hết nha các bạn, nói thẳng cho người ta biết để người ta, nói chung là mới quen đây cũng không có tình cảm gì cho nên là nói cũng không sao đâu các bạn ơi, nói đi. Ok nói thì nói, thì nói là nãy anh nói làm người yêu anh á thì là anh nói giỡn đó nha em ơi, từ từ nói hai ba lần đi để tin nhắn nó dài quá mất công viết lại nữa. Nãy anh nói là người yêu anh á, thôi như này thôi nó viết thêm một lần nữa để mình nói dài quá cái tin nhắn nó không hết mất công lắm anh em, anh đùa ấy đó. Ok để xem coi là bạn ấy sẽ trả lời với mình như thế nào nha các bạn. Ừ thì làm anh đang làm clip, không biết bạn này có chửi mình hay không nữa, mình nghĩ chắc không chửi đâu, bởi vì cũng đâu có tình yêu gì đâu mà. Thì kệ anh, vãi trưởng, thích là vãi trưởng, sao phụ phàng quá vậy, sao phụ phàng quá anh quá vậy. Mình sẽ chọc bạn này luôn hết các bạn, nhưng mà các bạn thông cảm cho mình, thật sự mình rất là mong các bạn hãy thông cảm cho mình, bởi vì mình ở phòng trọ cho nên là mấy người xung quanh người ta nói chuyện rất là ồn luôn, cho nên là clip nó không có được hay cho lắm, âm thanh rất là tạp âm luôn, các bạn có gì các bạn thông cảm cho mình nha, mình cũng không biết làm sao cho hết luôn á. Như các bạn xem video trên những cái kênh lớn khác thì người ta có phòng thu riêng cho nên là nói chuyện rất là hay ho luôn, còn riêng mình thì mình không có phòng thu, mình ở trong nhà trọ nữa cho nên là rất là ồn luôn á.
Cho nên là mình rất là xin lỗi các bạn vì cái bất tiện này nha. Thật sự rất là xin lỗi của các bạn luôn. Rồi mình sẽ hỏi bạn này muốn xem clip không để mình sẵn mình quảng cáo cái kênh YouTube của mình luôn nha các bạn ơi. Thôi thì nói chung là clip mình cũng không còn gì nữa đâu. Nói chung là cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn vì đã dành thời gian quý báu của các bạn mà xem hết clip của mình nha. Còn bây giờ thì thôi mình xin dừng clip tại đây. Mình sẽ nói cái kênh của mình xong rồi mình sẽ kết thúc clip tại đây nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn vì đã dành thời gian quý báu của bạn mà xem hết clip của mình. Nếu như các bạn thấy hay thì hãy cho mình xin một like nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Còn bây giờ xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo nha.